hai thằng chung cư. Rồi cứ chạy xuống tầng 1 đã, kệ mẹ chồng mày. Rồi chạy đi. Bốn thằng. Bốn thằng nha cu. Ok ok. Có thằng nó bay sau. Anh ngồi bể bơi đây. Nhà bên cạnh nhà Hòa có thằng kìa Hòa kìa. Em biết rồi. Đi con mẹ, em nghe thấy tiếng giảm tay. À, em nghe thấy tiếng sóc lõi anh ơi. Đi cơm ấy. Em chạy trước ấy. Tìm ở đó. Chú chạy qua container đi, xem container có gì không. Really nigga. Mày cũng lục. Ăn cạc rồi. À anh có shotgun rồi, đi con mẹ. I'm coming. Để anh qua. Từ từ. Mẹ. Anh đang chạy đến cho anh. Phải lồn, bên này có súng lục này. Phải lồn lục. Trong bê bơi. Còn gì khác không? Mình đầu 2 xem có không. Anh xem trong bể chưa? Trong bể có lô lục ơi. Không, ý em là... Không có con mẹ gì hết. Con mẹ tôi nát rồi. À, bên trong trên này có sọc ít. À, được mẹ K98. Anh cả con mẹ. Ôi, bên có thằng sang nhà anh em ơi. Mẹ K98. Tiếng nó rất là gần chim ơi. Ừ. Mẹ nó có súng đủ hết rồi anh ơi. Hay bỏ đi, hay chạy. Nó bóng rổ này. Chú qua bóng rổ được không? Được. Được thì cùng nhau vô sụp nó. Là bóng rổ này. Hay núp ở đây là mẹ. Ừ, núp đây cũng được. Mỗi đứa một mũi, mỗi đứa một khoai. Nhảy lên cái bồn cầu ấy. Ừ, đợi nó tới gần là bắn. Để vô, nó vô này, nó vô. Cái tiếng đó. Nó dùng bạn có máu không? Không có. Anh tôi có súng chưa qua cử. Từ, để K98 cho nó. Ờ, cho anh nhận. Đi mẹ lộ rồi. Sao lộ? Có thằng chạy ngoài này. Đây đây, có thằng chạy đằng sau anh em mình. Em kẻ, thấy kẻ, rồi. Kẻ nó. Rồi, kẻ nó chứ sao giờ. Cho nó vô lấy K98. Này vô lấy K98 này. Lấy lại của Tuấn. Ê ê, nó biết rồi. Đi cơ. K98 này, lấy đi. Chúng ta hay đấy.